Thân chào các bạn, Hoàng Nam rất nóng lòng được chia sẻ với các bạn những trải nghiệm thú vị mà Hoàng Nam, For Territory và hai người bạn đã có trên hành trình 600 cây số đến khám phá huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Sẽ phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi tự lái một chiếc xe thú vị như For Territory với quá nhiều điều hay ho. Đầu tiên chính là quãng đường 600 cây số dường như ngắn lại bởi sự êm ái và rộng rãi thoải mái mà chiếc xe mang lại. Trên hành trình, chúng tôi được trải nghiệm cảnh sắc hùng vĩ và đắm mình trong làn nước tươi mát của thác nước Khe Vằn. Nếu không phải For Territory thì có lẽ chúng tôi không đủ năng lượng để tận hưởng không gian nơi đây. Phải nhấn mạnh với các bạn rằng Bình Liêu mang đầy đủ các trải nghiệm bởi chúng tôi có thể đi qua những đoạn đường cao tốc, đường ven biển và cả đường đèo núi. Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi khiến tâm trạng các thành viên đều phấn chấn. Trong chuyến đi này, chúng tôi không chỉ được chinh phục cảnh sắc hùng vĩ của sống lưng khủng long Bình Liêu, mà chúng tôi còn được trải nghiệm nét đẹp thể thao của đội bóng đá nữ Sán Chỉ. Và văn hóa ẩm thực chợ Đồng Văn, Bình Liêu. For Territory đích thực là người bạn đồng hành không thể thiếu trên những hành trình khám phá nhờ các tính năng thông minh. Cùng đón xem những hành trình khám phá thú vị tiếp theo của Hoàng Nam cùng For Territory nhé! Yeah.